Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhà thuốc Trung Nguyên. Mình xin giới thiệu, mình là dược sĩ Hoàng Thị Thơm, cũng là chuyên viên tư vấn của hệ thống Nhà thuốc Trung Nguyên. Và hôm nay mình lại tiếp tục lên đây và giới thiệu cho các bạn thêm một dòng sản phẩm mới, đó chính là dòng sản phẩm dầu Em Khê. Sản phẩm dầu Em Khê là sản phẩm được bào chế từ các loại tinh dầu thiên nhiên với mùi thơm nhẹ nhàng đặc trưng dành riêng cho em bé. Dầu tràm cho em bé Em Khê có tác dụng phòng ngừa và điều trị một số bệnh hô hấp thường gặp ở trẻ em. Sản phẩm được dùng để điều trị cảm cúm, cảm lạnh, nhiễm lạnh gây chảy nước mũi, hắt hơi, ho ở trẻ em. Bạn có thể xoa vào gần bàn chân, vùng cổ, ngực, lưng và trên tóc của bé sau khi tắm hoặc buổi sáng sớm khi bé vừa thức dậy để phòng các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp. Sản phẩm có công dụng giúp điều trị và phòng ngừa các bệnh do nhiễm khuẩn hô hấp trên cấp tính thường gặp ở người lớn và trẻ em như cảm cúm, cảm lạnh, ho khan, ho gió, ho do cảm lạnh, khò khè, nghẹt mũi, chảy nước mũi. Phòng trị cảm cúm nhất là cho trẻ em và phụ nữ có thai khi học tập, làm việc nơi đông người hoặc khi thời tiết thay đổi, môi trường ô nhiễm. Phòng trị chứng bụng, đầy hơi ở trẻ em và người lớn, làm giảm co thắt và lưu thông khí huyết cho sản phụ sau khi sinh. Dùng xoa ngoài da để làm giảm các chứng như đau tê thấp, bong gân, sưng chặt gân, viêm gân và chống nhiễm trùng các vết thương do chảy xước, mụn nhọt, vết côn trùng đốt. Và cách dùng và liều dùng để mình khuyên các bạn. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, dùng để trị cảm cúm, cảm lạnh, khò khè, nghẹt mũi, chảy nước mũi. Xoa dầu Em Khê ngày 3 đến 4 lần lên mũi, vùng cổ, ngực, lưng. Bôi xoa vào các vết sưng, viêm, chảy xước do té ngã, vết côn trùng đốt. Đối với liều phòng ngừa các bệnh do nhiễm khuẩn hô hấp, xoa dầu Em Khê vào mũi, gần lòng bàn chân, vùng cổ, ngực, lưng và hai bên thái dương cho em bé sau khi tắm hoặc buổi sáng sớm khi thức dậy. Trẻ em trên 6 tuổi, sản phụ và người lớn. Đối với điều trị cảm cúm, cảm lạnh, nghẹt mũi sổ mũi, nhỏ 3 đến 5 giọt dầu Em Khê vào khăn giấy hoặc lòng bàn tay, đưa gần vào mũi, hít sâu hoặc pha 15 đến 20 giọt vào chậu nước ấm để tắm hoặc xông hơi khi bị cảm lạnh, cảm cúm. Đối với công dụng phòng ngừa cảm cúm, cảm lạnh, khi bắt đầu thấy có các triệu chứng như đau họng, hắt hơi, ho khan, chảy nước mũi, lập tức hít sâu vào mũi nhiều lần bằng Em Khê hoặc dùng ngón tay sạch chấm Em Khê vào họng. Đối với liều trị đau bụng đầy hơi chống co thắt, xoa dầu Em Khê vào bụng hoặc pha 3 đến 4 giọt Em Khê vào 100ml nước ấm để uống. Xoa dầu Em Khê vào các vùng sưng viêm, vết thương chảy xước, vết thương do côn trùng cắn. Và sản phẩm thì đang được bán trên tất cả các chi nhánh của hệ thống Nhà thuốc Trung Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc xin các bạn vui lòng liên hệ đến số điện thoại hotline 0909602267 và cứ vào khung giờ 9 giờ sáng và 21 giờ tối thì kênh của Nhà thuốc Trung Nguyên mới lại lên sóng và giới thiệu cho các bạn những dòng sản phẩm mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần chia sẻ tiếp theo.